Này sẽ dỗ con mua đít kìa bà con. Con nào có nhu cầu mua giỏ alo nha, 0886356707. Anh đi phải cho em hay sớm đồ này kia để em sắp xếp cái con nước cho nó khỏe. Anh đâu có hay biết đâu, tới hồi đi giờ đi thôi chứ. Nhiều nhiều mà. Cái này mấy mét em? Cái này 54. Cái này khác. Có cái lực dữ. Bóng đẹp. Cái này như giao giao cách nào? Xe, một xe, xe tải. Tụi em làm để trong không có một miếng gai. Bây giờ trong khi chờ đợi anh cho anh cái clip hàng đi. Cho anh cái đơn hàng toàn bộ từ nhỏ tới lớn đó. Từ 9 đến 2 trở lại được rồi. Với xuồng. Cho anh cái cho anh giá được rồi. Cái gì đó. Bây giờ thì anh cứ xem đi. Anh ơi mình vô trong cái siêu nước. Đây là vỏ nha. Con biết miền Tây. Đó, cái vỏ là chạy vậy đó con, không? Vỏ là chạy bay mặt nước vậy đó. Đó. Đó vỏ chạy vậy đó con, nhanh như xe thấy không? Alo. Mẫu màu rất là đẹp. Hoàn thiện trong bóng ghê. Bảo hành 20 năm luôn ghê không? Anh à, này là đang làm. Ô là không nghỉ luôn. Ôi, gia công rồi. Đây vô xem khoan xưởng nha, có làm sao nha. Chuyện là composite hay là những sợi composite nè. Đây là những xuồng công suất lớn không làm nha. Đang làm công. Đẹp bóng hới luôn.
đẹp không, không hối luôn này. Con này chưa có cong nha, thôi chạy nó không biết lên nữa, không lớn nhỏ đều có nha. Xưởng làm nha con. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886 35 6 27. Chiếc cano lớn này.